Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine ngày càng ác liệt, con số thương vong hai bên đều đang giấu nhẹm đi. Nhưng các phân tích cho rằng con số lớn hơn thực tế rất nhiều. Người Ukraine phải đánh đổi mạng sống để thực hiện lý tưởng của Mỹ và phương Tây. Còn NATO vẫn đi theo phương châm đánh Nga đến người Ukraine cuối cùng. Phía NATO không mất lấy một người lính, mà thay vào đó là họ bơm vũ khí để cho người Ukraine làm bia đỡ đạn. Vậy các bạn có đặt ra câu hỏi là khi nào cuộc chiến này kết thúc? Không ai biết được cả. Người ta đang hy vọng NATO không bơm vũ khí thì tự khắc Ukraine đầu hàng. Nhưng sẽ không có chuyện đó. Nga là cây gai trong mắt của NATO từ lâu. Không diệt Nga lúc này thì làm sao có cơ hội nào tốt hơn nữa? Dùng con tốt Ukraine trên bàn cờ làm vật thế thân để đánh con vua là nước Nga. Nhận định của Giám đốc Viện Chiến lược Kinh tế và Chính trị Quốc tế đã khiến giới phân tích phải suy nghĩ. Các biện pháp trừng phạt chống Nga thực ra là vỏ bọc ngụy trang cho việc Mỹ bắt đầu cướp bóc kinh tế châu Âu, mà trước hết là Đức. Kịch bản mà giới chuyên gia đã bàn luận từ lâu, như đang thấy, đã tạo ra cơ hội mới cho nền kinh tế Mỹ. Thực tế là hà hơi thổi ngạt, tiếp sinh khí cứu vãn nền kinh tế đang nguy ngập vì những khó khăn và lạm phát cao bất thường đối với người Mỹ. Còn dân châu Âu sẽ bị biến thành kiểu nô lệ mới, buộc phải phục vụ cho bá quyền Mỹ. Trong video này, chúng ta sẽ cùng đi nhìn lại và giải thích tại sao gấu Nga đã tới đường cùng, không đánh thì Nga cũng sẽ chết dưới tay Mỹ và các đồng minh. NATO kiềm chế Nga. Mỹ chủ trương mở rộng NATO về hướng đông nhằm khẳng định vị thế lãnh đạo của Mỹ trên trường quốc tế. Với mục tiêu kiềm chế nước Nga, cụ thể, NATO đã tiến hành 3 đợt đông tiến. Trong lần mở rộng đầu tiên, biên giới NATO đã được mở về phía đông, thêm 900 km. Quân số tăng thêm 13 sư đoàn, tiếp nhận toàn bộ vũ khí của các thành viên mới. Tổng quân số NATO gần 4 triệu quân, chưa tính quân số của Mỹ và các nước ngoài châu Âu. Trong khi đó, Nga có 3,2 triệu. Bên cạnh chính sách đông tiến, hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO tại Đông Âu cũng là một mối đe dọa to lớn. NATO tuyên bố hệ thống này nhằm chống lại các mối đe dọa từ Iran, nhưng nước Nga xem đây là sự bao vây. Tôi xin được nhắc lại rằng không một cường quốc nào lại muốn đối thủ của họ đứng ngay trước cửa mang vũ khí chĩa vào lãnh thổ cả. Học thuyết quân sự Liên bang Nga nhấn mạnh Nga chỉ buộc phải sử dụng sức mạnh quân sự khi không còn giải pháp ngoại giao. Học thuyết quân sự tiếp tục coi sự mở rộng của NATO, hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu, việc bố trí vũ khí chiến lược trên vũ trụ, phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và sự trỗi dậy của chủ nghĩa khủng bố là các mối đe dọa đối với nước Nga. Học thuyết cũng khẳng định việc tăng cường lực lượng quân sự nước ngoài ở các quốc gia và vùng biển sát Nga với mục đích gây sức ép về chính trị, quân sự là mối đe dọa. Nga cũng coi việc thiết lập ở các quốc gia giáp Nga các chế độ có chính sách đe dọa lợi ích của Nga, trong đó có việc lật đổ chính quyền hợp pháp là mối đe dọa mới. Nó còn chỉ ra các mối đe dọa khác, gồm việc sử dụng công nghệ thông tin cho mục đích quân sự, các hoạt động phá hoại của lực lượng đặc biệt nước ngoài. Moscow từng không ít lần bày tỏ thiện chí gia nhập NATO, không những một mà tận 4 lần. Lần đầu tiên vào tháng 2 năm 1954, Liên Xô đề xuất ký Hiệp định An ninh Tập thể toàn châu Âu với các nước thuộc phe đồng minh trong Chiến tranh Thế giới thứ hai và bị phương Tây bác bỏ. Lần thứ hai vào ngày 31 tháng 3 năm 1954, Bộ Ngoại giao Liên Xô đề nghị được gia nhập NATO với điều kiện liên minh này đứng trung lập. Vào ngày 7 tháng 5 năm 1954, Mỹ, Anh, Pháp bác bỏ đề nghị với lý do việc kết nạp Liên Xô không phù hợp với tôn chỉ phòng thủ và dân chủ của NATO. Lần thứ ba vào năm 1983, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Yuri Andropov tiếp tục đề xuất Liên Xô gia nhập NATO nhưng vẫn không thành công. Lần thứ tư vào năm 1991, sau khi Liên Xô tan rã, Tổng thống Nga Boris Yeltsin gửi thư đến trụ sở NATO tại Bỉ, bày tỏ mong muốn gia nhập tổ chức này trong tương lai nhưng vẫn bị khước từ. Hiển nhiên, Mỹ sẽ không thể để Nga gia nhập NATO dù Nga có mong muốn. Hiện nay, dưới thời Tổng thống Vladimir Putin, Nga đã không còn muốn gia nhập NATO nữa. Ông Putin có tham vọng khôi phục lại vị trí siêu cường của Nga như thời Liên Xô trước đây. Nếu Nga gia nhập NATO, ước mơ sẽ chỉ là mơ ước, bởi vì khi là thành viên của NATO, Nga chỉ còn là một cường quốc châu Âu thay vì là siêu cường. Điều này không phải là khát vọng của ông Putin cũng như của người dân nước Nga. Chưa dừng lại ở đó, việc NATO đòi hỏi các thành viên phải minh bạch trong hoạt động quân sự quốc phòng là điều Nga không bao giờ chấp nhận. Vì nếu theo nguyên tắc này, họ có thể phải chia sẻ những bí mật quân sự với NATO. Biển là con đường sống duy nhất của Nga. Triết gia cổ La Mã, Cicero từng nói, ai kiểm soát biển thì người đó kiểm soát được thế giới. Làn danh đỏ là thuật ngữ được dùng để chỉ về một giới hạn hoặc một ranh giới vô hình.
Nó nhằm cảnh báo rằng nếu vượt qua ranh giới này sẽ chịu nguy cơ phải đối diện với một sự trừng phạt hoặc hậu quả bất lợi. Và Ukraine chính là lằn ranh đỏ. Ukraine có vai trò vô cùng chiến lược đối với công cuộc đưa nước Nga thành siêu cường quốc tế của ông Putin. Phần lớn các cảng biển quan trọng của nước Nga như là cảng Saint Petersburg hay là Vladivostok bị đóng băng vào mùa đông, gây cản trở cho việc phát triển kinh tế. Nếu nhìn vào bản đồ địa lý, tàu thuyền từ cảng Saint Petersburg phải đi qua eo biển Øresund giữa Thụy Điển, Đan Mạch, mà Đan Mạch lại là một thành viên của NATO. Nếu như có biển, NATO có thể phong tỏa eo biển, giết chết sự thông thương hàng hóa của Nga với thế giới. Cảng Vladivostok cũng không khá hơn là bao khi hàng hóa từ cảng Vladivostok phải đi qua eo biển Nhật Bản. Nhật Bản cũng là một đồng minh thân cận của Mỹ và cũng có tranh chấp với Nga ở quần đảo Kuril hay là Chishima theo cách gọi của Nhật Bản. Bán đảo Crimea, cụ thể là cảng Sevastopol, là cảng nước ấm có vai trò sống còn với nước Nga, là cửa ngõ để Nga bước đến danh hiệu siêu cường. Biển bao phủ hơn 70% tổng diện tích bề mặt trái đất, vô cùng giàu tài nguyên khoáng sản như dầu khí, muối, băng cháy. Bên cạnh đó, các quốc gia giáp biển có thể khai thác nguồn lợi thủy hải sản, dịch vụ giao thông hàng hải, du lịch. Ngược dòng lịch sử, phương Tây đã thực hiện hàng loạt các cuộc phát kiến địa lý quan trọng. Columbus khám phá ra châu Mỹ, Ferdinand Magellan đã thực hiện chuyến đi đầu tiên quanh thế giới. Từ đây, các đế quốc thực dân phương Tây đã vượt biển, đẩy mạnh xâm lược và khai thác thuộc địa trên toàn cầu. Biển ngày càng có giá trị kinh tế quân sự lớn hơn so với đất liền. Vì vậy, ngày càng nhiều quốc gia đều xem việc giữ gìn an ninh biển là nhiệm vụ sống còn của đất nước. Trong đó có Việt Nam chúng ta. Lấy đại dương nuôi đất liền, tập trung mọi nguồn lực phát triển kinh tế biển và xây dựng lực lượng hải quân hùng mạnh là việc cần làm đầu tiên của các quốc gia giáp biển. Ukraine và Nga cũng là một phần của nhà nước Xô Viết cũ, là anh em chống lại sự xâm lăng từ Đức Quốc xã. Tuy nhiên, Ukraine lại có ý định gia nhập NATO là lằn ranh đỏ, đe dọa chặn mọi ngả đường, tiến đến siêu cường của Nga. Điều này xuất phát từ việc Ukraine bị chia rẽ sâu sắc, với phía Tây có xu hướng thân phương Tây và phía Đông có xu hướng thân Nga. Và Mỹ đã tận dụng triệt để điều này. Phong tỏa Euromaidan bùng nổ vào năm 2013, khiến Nga cảm thấy bị đe dọa. Euromaidan là một làn sóng biểu tình ở Ukraine bắt đầu vào đêm 21 tháng 11 năm 2013. Những người biểu tình đổ xuống đường cổ vũ cho quan hệ gần gũi hơn với EU, trong khi ở phần đông lãnh thổ của Ukraine, nơi mà người Nga chiếm đa số, một phần lớn dân số tại đây đã bày tỏ sự phản đối của họ đối với Euromaidan. Thay vào đó, họ ủng hộ chính phủ thân Nga, ông Yanukovych. Đến giữa tháng 2 năm 2014, những cuộc đàm phán giữa Tổng thống Yanukovych và phe đối lập đã thất bại. Ukraine đứng trên bờ vực tai họa của một cuộc nội chiến. Nga lúc này phải hành động. Trên cơ sở các cuộc biểu tình phản đối Euromaidan, mà chủ yếu là từ nhóm người gốc Nga ở Crimea, Tổng thống Putin đã bắt đầu lên kế hoạch để sáp nhập Crimea vào ngày 23 tháng 2 năm 2014. Một cuộc trưng cầu dân ý đã được tổ chức vào ngày 16 tháng 3 năm 2014 và kết quả chính thức là 97% người dân Crimea đồng ý sáp nhập vùng lãnh thổ này vào Liên bang Nga. Ngày 18 tháng 3 năm 2014, Nga chính thức tuyên bố Cộng hòa Crimea và Sevastopol gia nhập Liên bang Nga. Tuy nhiên, nhiều năm qua, Ukraine vẫn tiếp tục có ý định muốn gia nhập NATO. Chính điều này đã dẫn đến cuộc xung đột của Nga và Ukraine những ngày gần đây. Cuộc xung đột giữa chính quyền Ukraine và lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn gia tăng. Tiến trình đàm phán hòa bình theo thỏa thuận Minsk II, vốn là giải pháp duy nhất cho khủng hoảng ở Ukraine, không đạt được kết quả nào. Mỹ và NATO không ngừng chuyển giao vũ khí cho Ukraine, nhất là sau giai đoạn Mỹ rút quân khỏi Afghanistan. Mỹ còn cho triển khai tên lửa tầm trung và lực lượng quân sự trên lãnh thổ Đông Âu hướng đến Nga. Mỹ và đồng minh cũng không đáp ứng bản đề nghị an ninh gồm 8 điểm của Nga gửi tới Mỹ và NATO vào giữa tháng 12 năm 2021. Điều gì đến rồi cũng sẽ đến. Ngày 21 tháng 2 năm 2022, ông Putin đã công nhận độc lập của hai nước Cộng hòa ly khai tự xưng Donetsk và Luhansk. Ngày 24 tháng 2 năm 2022, Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt trên toàn lãnh thổ Ukraine nhằm phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine. Tại sao Nga lại đánh Ukraine ngay lúc này? Câu trả lời rất đơn giản, giá dầu mỏ là gót chân asin của nước Nga. Nhắc lại lịch sử một chút là sau chuyến đi bàn bạc của Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ, CIA với Thái tử Ả Rập Xê Út. Khi đó vào năm 1986, Ả Rập Xê Út đã tăng sản lượng khai thác dầu lên gấp 5 lần. Chính điều này đã làm giảm giá dầu thê thảm từ $32 một thùng xuống còn $8 một thùng.
ngân sách thâm hụt 7,5 tỷ đô la và lạm phát tăng vọt. Không lâu sau đó, Liên Xô sụp đổ. Dầu mỏ và khí đốt chiếm khoảng 17% GDP và đến 60% tổng giá trị xuất khẩu của Liên bang Nga vào năm 2021. Dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, Mỹ đã đánh trúng điểm yếu này của Nga. Mỹ đẩy mạnh khai thác dầu và khí đốt, khiến nước này lần đầu tiên sau hàng thập kỷ tự chủ được năng lượng, thậm chí còn là một trong những nhà xuất khẩu khí đốt hóa lỏng lớn nhất thế giới. Bên cạnh đó, ông Trump đã áp lệnh cấm vận lên dự án Nord Stream 2 giữa Nga và Đức, khiến cho mối quan hệ giữa Mỹ và đồng minh Đức trở nên vô cùng căng thẳng. Dự án này là một hệ thống đường ống dẫn khí đốt tự nhiên dài 1.234 km từ Nga đến Đức thông qua biển Baltic, vận chuyển bằng đường ống vốn không xa lạ với ngành dầu khí vì tính hiệu quả của nó trong việc vận chuyển. Dự án được kỳ vọng mang tính thương mại to lớn, có lợi ích kinh tế cho Nga, đảm bảo nguồn cung khí đốt ổn định với giá phải chăng cho Đức nói riêng và châu Âu nói chung. Đồng thời, nó cũng làm giảm sự phụ thuộc vào đường ống trung chuyển khí đốt sang châu Âu của Nga qua Ukraine trong bối cảnh căng thẳng như hiện nay. Hiển nhiên, Mỹ và Ukraine không vui vẻ gì về việc này. Một điều đáng chú ý là mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ lúc này nhìn chung khá thân thiện, bất chấp sự bốc đồng khó đoán của ông Trump. Đến khi Tổng thống Joe Biden đắc cử vào cuối năm 2020, ngay khi nhậm chức, ông Biden đã đảo ngược tất cả các chính sách của người tiền nhiệm. Mỹ không những thái độ thù địch với Nga làm leo thang xung đột Ukraine, mà còn vô tình làm cho Nga có khả năng tấn công Ukraine vì đã đẩy giá dầu trên thế giới tăng gấp đôi từ khoảng 50 đô la một thùng lên 100 đô la một thùng. Chính sự tăng giá dầu phi mã này đã giúp Quỹ Tài sản Quốc gia Nga có nguồn vốn vào khoảng 185 tỷ đô la và dự trữ ngoại tệ ở mức 615 tỷ đô la. Một điểm tựa vô cùng vững chắc cho ông Putin có thể thực hiện và tiếp tục chiến dịch tại Ukraine bất chấp sự bao vây cấm vận của Mỹ và phương Tây. Như vậy là chúng ta đã đi một vòng các lý do khiến Nga phải đánh Ukraine ngay lúc này. Không ai muốn chiến tranh cả, nhưng một khi đã bị dồn vào đường cùng thì Nga không còn có lựa chọn. Tiếc thay cho người Ukraine đã không nhìn thấu dã tâm của NATO, cuối cùng chỉ là một con tốt thí mạng trên bàn cờ quốc tế. Xung đột giữa Nga và Ukraine đang ngày một trở nên căng thẳng hơn và các cuộc đàm phán gần đây vẫn chưa đem lại được kết quả mong muốn. Hai bên vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung và để tiến tới một thỏa thuận ngừng bắn. Phương Tây cũng đang tích cực tham gia vào cuộc chiến này, tạo thêm nhiều hiềm khích với Nga. Trong bối cảnh đó, nhiều ý kiến cho rằng tại sao Nga không gia nhập NATO hay EU luôn cho nhanh? Như vậy thì hai bên đâu cần phải mâu thuẫn gì nữa, biến thù thành bạn. Sáng kiến này nghe thì có vẻ rất đơn giản, nhưng kỳ thực rất khó để thực hiện. Tại sao lại như vậy? Chúng ta sẽ cùng phân tích. 1. Xung đột lợi ích toàn cầu. Nước Nga đã từng là cường quốc trong thời kỳ Liên bang Xô Viết, là một trong hai cực của thế giới thời kỳ chiến tranh lạnh. Ngày nay, tuy Nga vẫn còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết để khôi phục lại vị thế của mình. Tuy nhiên, Nga vẫn là một cường quốc quân sự mà các nước phương Tây không thể coi thường. Trong trường hợp Nga gia nhập NATO, ước mơ khôi phục vị trí siêu cường đã từng có trước đây coi như kết thúc. Khi gia nhập NATO, Nga chỉ còn là một nước châu Âu lớn, ngang hàng với Anh, Đức, Pháp. Điều này thật không tương xứng với những gì mà nước Nga thời Liên Xô đã có và cũng không phải là điều mà các thế hệ người Nga mong muốn. Chúng ta cần một nước Nga vĩ đại, đó là lời khẳng định của Thủ tướng Putin. Nga và Mỹ giờ được xem là hai đối trọng quân sự của thế giới. Khi gia nhập NATO, Nga sẽ phải phụ thuộc vào Mỹ, bởi Mỹ là nước có tiếng nói lớn nhất trong khối này. Đây là điều không thể chấp nhận được đối với người Nga. Vì thế ông Putin khẳng định rằng Nga có đủ khả năng tự đảm bảo an ninh quốc gia cho mình mà không phải dựa vào ai. Ở phía còn lại, NATO ban đầu được thành lập để chống lại Liên Xô trước đây và nước Nga hiện thời. Nếu để Nga gia nhập thì NATO đâu còn lý do gì để tồn tại nữa. Mỹ chắc chắn cũng sẽ phản đối việc này, vì như vậy họ sẽ không còn cái cớ để duy trì các căn cứ quân sự ở châu Âu. Như vậy thì Mỹ sẽ mất đi sự kiểm soát quân sự của mình trên bình diện thế giới. Ngoài ra, hòa bình quá thì Mỹ biết bán vũ khí cho ai bây giờ, như vậy thì chỉ thêm thiệt. Tóm lại, hai bên đều có những hướng đi riêng, thế nên việc hợp nhất là điều không thể. Trừ khi một bên vì lý do nào đó mà bị suy yếu đi và phải chịu nhún nhường bên còn lại. Còn không thì việc Nga gia nhập NATO là viễn cảnh xa vời. 2. Mâu thuẫn hệ tư tưởng trong lĩnh vực quốc phòng. Có nhiều lý do ẩn giấu mà người Nga không tiện nói ra. Trong đó quan trọng nhất là việc NATO đòi hỏi các thành viên phải minh bạch trong hoạt động quân sự, quốc phòng. Đây là điều Nga khó chấp nhận nhất. Vì nếu theo nguyên tắc minh bạch này,
Nga có thể phải chia sẻ những bí mật quân sự của mình với NATO, nhất là về tiềm lực hạt nhân hiện có. Tuy các nước thành viên NATO vẫn tồn tại các hệ thống chính trị khác nhau như chế độ Cộng hòa Tổng thống, Cộng hòa Nghị viện, nhưng tất cả các nước đều phải minh bạch về ngân sách quốc phòng quân sự, còn chính quyền lập pháp có chức năng kiểm soát và giám sát. Mọi bí mật quân sự trong khối đều được chia sẻ với nhau để đảm bảo minh bạch. Điều khoản nêu trên của NATO là không tương thích với luật pháp về quốc phòng ở Nga. Nga không thể đồng ý với việc NATO tiết lộ những bí mật quân sự của mình, ngay cả khi những bí mật mà phương Tây đã biết, đặc biệt là vấn đề liên quan đến tiềm lực hạt nhân của Nga. Đến chừng nào NATO còn không biết Nga đang nắm trong tay bao nhiêu đầu đạn hạt nhân, thì đến chừng đó họ còn xem Nga là một đối trọng. Chứ bây giờ có gì cũng bô bô cho nhau nghe thì còn gì là nguy hiểm tiềm tàng nữa. 3. Ảnh hưởng đến đà tăng trưởng. Nếu với tư cách thành viên của NATO, Nga sẽ không còn là thành viên của CSTO, Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể, gồm một số nước thuộc Liên Xô cũ mà Nga là một thành viên chủ chốt. Nga từng đóng vai trò tích cực trong CSTO kể từ khi tổ chức này thành lập vào năm 2002 để cạnh tranh ảnh hưởng với NATO trong lĩnh vực an ninh toàn cầu. Bởi vậy, việc Nga gia nhập NATO là vô nghĩa. Còn về việc tại sao Nga không gia nhập EU, thì ông Putin cho rằng, mặc dù đời sống của người dân châu Âu rất cao so với trung bình của người dân thế giới, tuy nhiên trong thời điểm hiện tại, với sự ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng nợ công, châu Âu có thể rơi vào một cuộc khủng hoảng mới và như thế sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng đời sống của người dân tại đây. Còn với Nga thì đà tăng trưởng của họ đang lên cao. Như vậy, Nga không thể ngăn mạch gia tăng đó chỉ để vào EU. Thủ tướng Putin từng nói rằng các quốc gia EU cần phải giải quyết cuộc khủng hoảng nợ trước khi đưa ra lời đề nghị đối với Nga và rằng các anh muốn chúng tôi gia nhập EU, trước hết hãy giải quyết món nợ của các anh đi đã. Trên đây là những lý do khiến Nga và NATO không thể về chung một nhà. Vậy còn ý kiến của bạn thì sao ạ? Hãy cho chúng mình biết qua phần bình luận bên dưới. Video đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem. Nhớ like, ấn nút đăng ký để nhận thông báo khi có video mới nhất từ bọn mình nha.